Dạ vâng, shop Lụm Cỗ Lông Nghiệp xin chào tất cả các bác, đặc biệt là các bác đang làm nông dân thì hôm nay em sẽ vào giới thiệu cho các bác một số mẫu khay bầu, khay mạ nhé. Hôm nay em sẽ lên và chi tiết báo giá từng cái mẫu khay, giá là giá rẻ, giá đại lý nha các bác. Và mẫu đầu tiên em lên giới thiệu cho các bác ngay đây bây giờ là một cái mẫu khay mạ nhé em. Cái mẫu khay mạ này nhà em thì được rất chi là các bác ở khu vực miền Bắc đã ủng hộ cái sản phẩm này của nhà em rồi. Các bác ở trong khu vực miền Nam thì chắc là cũng chưa biết đến cái sản phẩm này, thì hôm nay em sẽ lên giới thiệu cho các bác. Cái bề ngang này của nhà em là 33 hsen và chiều dài này của nhà em là 60cm nhá. Và mặt lỗ này của nhà em là 561 lỗ. Và em đang đưa tới cho bác đây là cái khay này là khay nhựa dẻo, là nhựa dẻo trong suốt của nhà em nhá. Rất chi là lỗ, rất chi là đẹp và đều luôn. Và đằng sau cái mặt lỗ này thì nó có cái lỗ để cho các bác thoát nước, thoát hơi này, để cho không bị bí úng cái cây khóm mạ của các bác này. Thì bây giờ em sẽ lên chi tiết và giới thiệu cho các bác là khi các bác cho về, các bác lấy một cái khay bầu như này, các bác đặt giải ra cho em. Và như ở khu vực miền Bắc nhà em là cứ 30 khay bầu, 30 khay mạ như này là 360 mét vuông nhá. Thì nhà em đang giới thiệu cho các bác là khi các bác mua về thì các bác giải bùn lên cái bề mặt này này, xong các bác san đều cái khay mạ này ra cho em, san phẳng bằng mặt cái mặt lỗ này cho em nhé. Xong các bác rắc mạ lên nhé. Rắc mạ lên thì tầm như ở khu vực miền Bắc anh em, nếu mà mùa đông, vụ đông tới sắp tới thì nó rơi vào tầm khoảng 20 ngày là các bác đã có một cái 15 ngày thôi là các bác đã có một cái luống mạ tốt để đi khi các bác bê ra đồng các bác lém rồi, rất chi là dễ, không phải cúi như ngày xưa nữa. Thì trong cái quá trình mà bê mạ đi thì các bác quấn tròn là như này cho em, quấn tròn cái khay mạ như này vào cho em, và các bác bê ra để trên cái quang ấy, các bác bê ra đồng, gính ra đồng, các bác quấn tròn vào như này cho em nhá. Và khi các bác lấy mạ ra, các bác tở ra như này cho em, tở ra như này cho em, thì các bác lấy bê cái khay lên là các bác chỉ việc lém, lấy cái khóa mạ ra lém thôi. Đấy là cái khay, đây là cái khay mạ bên em đang đưa gửi tới cho các bác là 4.000 đồng trên một khay mạ như này nhé. Mạ nhà em thì chỉ có một đoạn bán độc một cái mẫu này, là mẫu loại 1 thôi. Thì là nhà em đang đưa đến cho các bác là 4.000 đồng một khay. Và bây giờ em sẽ qua cái mẫu và sang cái mẫu này là cái mẫu khay để các bác ươm ngô này. Cái khay ươm ngô này của nhà em là cái khay này là khay 60 lỗ nhá. Khay này là khay 60 lỗ và cái bề mặt này của nó là hình tròn nhá. Và đằng sau cái lỗ này của nhà em là bằng cái hình chóp lón và nó có cái lỗ để các bác thông hơi như này, rất chi là không bị sợ bị úng bầu, và bầu rất chi là đẹp luôn nhá. Khi các bác lấy bầu ra thì các bác ấn nhẹ như này thôi là đã có một cái bầu ngô ra rồi, rất chi là tiện luôn nhá các bác ơi. Và em đang gửi tới cho các bác cái mẫu này nhà em 5.000 đồng trên một khay. Đấy, khay rất là dày dặn đều và đẹp luôn nhá, rất chi là dày dặn và đều đẹp luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ qua cái mẫu sang cái mẫu này. Cái mẫu này thì của nhà em thì là cái mẫu này là cái mẫu 100 lỗ này. 100 lỗ đây nhá các bác ơi. Khay cũng ươm để các bác ươm ngô đây. Và đằng sau của nó đều có những cái lỗ để ấn lỗ. Thì cái mẫu này em đang gửi tới cho các bác là có 32 lỗ này, 50, 72, 105 và 200 lỗ nhá. Thì bây giờ em sẽ sang cái mẫu này là cái mẫu 70 lỗ nhá. Cái mẫu này là mẫu 70 lỗ này nhà em này các bác này. Đấy, rất chi là tròn và đẹp luôn. Đấy, hình có hình chóp lón này, có hình chóp lón ở đằng sau để cho các bác khi các bác búng bầu lấy bầu ra rất chi là tiện luôn. Và cái mẫu này em đang gửi tới cho các bác là cũng chỉ 5.000 đồng trên một khay, 5.000 đồng trên một cái khay nhựa dẻo như này nhé các bác ơi. Đấy, bây giờ em sẽ qua mẫu và sang cái mẫu này là cái mẫu 50 lỗ này. 50 lỗ thì nhà em đây, cái mẫu này thì nó có cái bề mặt ngang, để ngang như này để cho các bác tưới nước vào. Đấy, và khi ở đằng sau cái lỗ này, hình này cũng là hình chóp lón luôn, thì nó có một cái lỗ cũng để cho các bác thông hơi lên cái đầu bầu nó không bị úng ấy. Thì là cái khay này em đang đưa tới các bác là 10.000 đồng trên một khay nhé. Khay rất chi là dày và đẹp luôn. Đấy, có thể nhìn thấy trực tiếp, em đang quay video đây. Thì đây, cái mẫu này là để cho các bác chuyên đi để làm các bác mua ở trên sân thượng ấy, đất nhà chúng ta hẹp ấy, thì mua những cái khay như này để về các bác gieo rau cải nhá.
mẫu này nhà em là 200 lỗ và em cũng đang đưa tới cho các bác là 10.000 đồng một khay. Bây giờ là cái mẫu này là cái mẫu 105 độ bộ lỗ, thì các bác mua cái khay này về để các bác đi ươm thuốc lá ấy. Các bác ở khu vực em cũng không biết có khu vực nào thì các bác sử dụng cái bình thuốc lá, nhưng mà nếu mà các bác ươm thuốc lá thì các bác ươm vào cái lỗ này là khi các bác lấy bầu ra cũng rất chi là tiện luôn. Đấy, khay rất chi là dày dặn luôn nhá các bác ơi. Đấy, trên quảng cáo như nào thì khi bác nhận hàng y xì như thế cho em nhá, dây khay rất chi là dày và đẹp. 10.000 đồng trên một khay nhá các bác ơi. Đấy, bây giờ em sẽ qua cái mẫu và sang cái mẫu này là cái khẩu mẫu 128 lỗ đây. Đấy, cái bề mặt của nó đây các bác có thể nhìn thấy trực tiếp em đang đưa tới các bác đây. Rất chi là dày dặn và đẹp. Khay hàng chuẩn loại 1 nhá các bác ơi. Đấy, hàng bao đẹp luôn. Cảm ơn các bác đã xem hết video này của em hôm nay nhá. Hẹn gặp lại các bác vào video lần sau nhá.